Chúc mừng hạnh phúc cho Xuân Hiếu và Mai Lan trong buổi trưa ngày nay. Xin trân trọng kính mời và tha thiết được kính mời. Xin nhiệt liệt kính chào cô giáo hiền chủ đại thảo Tài Ba. Xin kính chào quan viên hai họ gần xa, đặc biệt xin kính chào đại gia đình họ nhà gái đã và đang hành quân một chặng đường khá xa từ khối Tân Long, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa trở về với đại gia đình họ nhà trai tại xóm 11 xã Nghi Thuận, thị xã Thái Hòa trong buổi trưa ngày nay. Lời đầu tiên xin thay lời cho đại gia đình họ nhà trai, thay lời cho chú rể cô dâu cũng như anh em bạn bè, chúng tôi đến từ công ty tổ chức sự kiện Hương Ly đến từ xóm Nam A, xã Nghi Thuận, thị xã Thái Hòa. Xin trân trọng gửi bài gửi tới tất cả bà con lối xóm, bạn bè thôn gần xa lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, các bạn kính mến, và thế là chúng ta đã và đang tiến đi một năm cũ qua đi với bao vất vả, lo toan bộn bề trăn trở, và chúng ta hào hứng phấn khởi chào đón một mùa xuân với bao khát vọng và ước mơ. Đúng là mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, người với người sống để yêu nhau. Và từ nay anh trước em sau, họ nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc. Đúng thật vậy, tình yêu hạnh phúc hơn nhân gia đình là một điểm hẹn mà trên thế gian ai cũng một lần ước ao được đặt chân tới đó. Bởi vì tình yêu là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Đúng là anh yêu em như biển khơi nổi sóng, cuồn cuộn dâng trào như tiếng nói con tim, từng lớp sông xanh như trút cả nỗi niềm của trái tim yêu đang thét gào khao khát bao năm mãi đợi chờ, hôm nay vui đến ngỡ trong mơ, một trời êm ả vui không tưởng, mặt đất bình yên hóa trẻ thơ. Kính thưa toàn thể quý vị, các bạn kính mến, và xin thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin được long trọng giới thiệu sự hiện diện của đại gia tộc, đại gia đình họ nhà trai đến từ ông Cao Xuân Tư và bà Nguyễn Thị Hương đến từ xóm 11 xã Nghi Thuận, thị xã Thái Hòa. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng. Chúng tôi xin được long trọng giới thiệu sự hiện diện của đại gia tộc, đại gia đình họ nhà gái đến từ ông Ngô Sĩ Kiệt và bà Hoàng Thị Tuyết đến từ khối Tân Long, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng. Không quên cảm ơn tới toàn thể quý vị, chúng ta đã và đang bất chút thời gian và ngọc của mình trở về đây thật đông đủ để chứng kiến cô như cổ vũ vun đắp tình yêu hạnh phúc cho chú rể cô dâu cũng như anh em bạn bè chúng tôi, những người đã và đang vác mồm đi ăn cơm tiền hạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón toàn thể quý vị chúng ta có mặt trong buổi trưa ngày nay. Và xin trân trọng kính mời Tân Lang và Tân Nhân Nhân chúng ta cùng nhau đứng dậy theo lời một nói gửi tới tất cả quý vị chúng ta có mặt trong buổi trưa ngày nay. Vâng, ai xin trân trọng kính mời. Và ngay sau đây chúng tôi xin được tuyên bố chương trình đăng quang chúc mừng hạnh phúc cho Xuân Hiếu và Mai Lan trong buổi trưa ngày nay. Xin phép được bắt đầu. Vâng, xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính mời chú rể cô dâu chúng ta ngồi xuống. Kính thưa toàn thể quý vị, các bạn kính mến, và hôm nay đây rất vinh dự cho anh em bạn nhạc chúng tôi lại được trở về với mảnh đất địa linh nhân kiệt xóm 11 thân thương trong chương trình live show ca nhạc đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu. Và mở đầu trong chương trình live show ca nhạc đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho Tân Lang và Tân Nhân Nhân, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thư thái thoải mái, cùng ăn kẹo uống nước, và chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta đến với giọng hát đầu tiên sẽ mở màn cho chương trình trong buổi trưa ngày nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giọng hát của anh Hoàng Bảy đến từ phái đoàn họ nhà trai. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giọng hát của anh Hoàng Bảy trong buổi trưa nay sẽ là người trở về sân khấu để gửi gắm những tình cảm mở màn cho chương trình đăng quang chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu. Xin trân trọng kính mời và tha thiết được kính kính mời anh. Vâng, để chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho hai em, tôi sẽ gửi đến tất cả hồi hôn chúng ta được bài hát đặc mang tên Điều Bị Dặm Là Em. Vâng, xin tất cả mọi người cùng lắng nghe. Điều Bị Dặm Là Em.
Rồi, nghe nhé.